không chỉ mang vẻ đẹp tinh tế, pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, mà còn toát lên được sự độc đáo và tính thẩm mỹ của mỗi người chơi tranh. Nghệ thuật vẽ tranh cá 3D với nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản đang ngày càng thu hút được sự quan tâm lớn của giới trẻ Việt Nam. Trong văn hóa phương Đông, cá là con vật báo điềm lành. Nhiều giống cá sống lâu nên cũng được gắn với ý nghĩa của sự trường thọ. Hình tượng con cá nó đã đi sâu vào cái tiềm thức người Việt Nam, kể cả trong thơ ca văn học, như là cá không ăn muối, cá ương con cãi cha mẹ trong đường con hư. Rồi những hình ảnh con cá vào trong đền chùa, ở trên các nóc mái đền, cá chép, hóa long. Và mình là một cái cậu bé lại yêu thích về cái hội họa, mình cũng là từng đã học về cái mảng về thủy mặc, tranh thủy mặc, tranh sơn dầu. Cho nên mình quyết tâm tìm tòi học hỏi. Và đến mãi năm 2016, cuối năm 2016 thì đã có những cái tác phẩm đầu tiên để thương mại. Xuất xứ từ Nhật Bản, môn nghệ thuật vẽ tranh cá 3D do nghệ sĩ nổi tiếng Ryusuke Fukahori sáng tạo. Bậc thầy người Nhật này đã dành 12 năm tìm hiểu kỹ thuật vẽ lớp chồng lớp, hay còn gọi là cách vẽ kim tự tháp trên chất liệu nhựa trong để cho ra đời một bức tranh cá 3D. Khi mà ông làm về cái mảng tranh cá 3D này, trên cái loại chất liệu nhựa resin, đó là một cái gì đó chấn động cả thế giới trong nghệ thuật, một cái loại vật liệu mới hoàn toàn. Và đến hiện nay thì có khá nhiều những nghệ nhân trên thế giới như là Ken Lee, và tại Việt Nam thì cũng có rất là nhiều bạn cũng đã khá thành công trong lĩnh vực này. Tuy nhiên thì dưới góc độ là chỉ phát triển vào tập trung vào cái con cá nhiều hơn, và đến bây giờ thì đã một số bạn đã manh nha về cái mảng tranh, về tranh sơn thủy, tranh về tả nhân vật 3D và tranh hoa về 3D. Trước đây thì mình vẽ con cá đa phần là nhìn qua hình ảnh, qua video clip. Thế nhưng những cái hình ảnh nó cũng chưa thể là lấy được cái hồn của con cá. Cho nên mình quyết định là mình sẽ đi mua những cái con cá nó về mình nuôi, hoặc là mình đi ra những bờ sông mình ngắm những con cá. Thì mỗi một cái con cá nó sẽ có một cái đặc tính khác nhau. Và nhìn vào con cá, mình ngắm một con cá thì mình mới biết được cái đặc tính nó. Mỗi một loại nó sẽ có một cái cấu trúc khác nhau, cho nên mình phải nghiên cứu thật kỹ về cái giống loài đó. Có những cái con cá vàng, mình phải nghiên cứu lại xem như là cái tỷ lệ nó như thế nào. Không phải con cá vàng nào cũng giống nhau. Có những cái dòng cá như là dòng cá Nhật, cá Ranchu thì lại không có cái vây lưng, nhưng có những con cá nó lại có vây lưng. Và cá chép cũng vậy. Có những cái tác phẩm mình vẽ con cá theo dạng là cắt lớp, và vẽ luôn cả những cái ruột, gan của con cá. Mình vẽ lại, mình phát chì hết toàn bộ để cấu trúc xương, tỷ lệ đầu của con cá so với thân mình là bao nhiêu. Tùy loại cá, có những loại cá là tỷ lệ là cái đầu là cái mình là phải gấp 3 lần cái đầu. Ở những loại cá thì nó là ngắn hơn. Cái mình nó chỉ phần nó toàn nó cỡ khoảng là 2 phần cái đầu thôi. Mỗi một cái kích thước của con cá nó sẽ có một cái đặc điểm khác nhau. Ví dụ như một cái con cá bột mới đẻ ra, mới sinh ra thì nó lại khó ở chỗ là vẽ phải cực kỳ nhỏ, và những cái con mắt của nó phải chấm rất nhỏ, chỉ bằng vài hạt sạn nhỏ thôi, bằng phải là mình phải dùng cả cái cọ tóc để chấm vào. Đối với cái con cá mà kích thước to thì bắt buộc phải vẽ chi tiết cực kỳ, phải từng chút một, từng cái vảy một. Và những sản phẩm hiện nay mình đã làm những sản phẩm nhỏ tầm khoảng 5-6 cm cũng có, và đối với những cái bàn đến vài tạ cũng có, và kích thước nó khoảng 3-4 mét vẫn có, rất là đa dạng. Một tác phẩm bao gồm rất nhiều lớp vẽ phủ chồng lên nhau, nên chỉ cần sai sót ở lớp thứ 2 hay thứ 3 là coi như hư cả một tác phẩm. Chuyện vẽ hư nửa chừng cũng rất dễ xảy ra với những người mới bắt đầu.